Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com. Công ty của mình thì chuyên cung cấp các loại vật tư cơ khí, các loại vật tư mày màu. Hôm nay Hùng xin chia sẻ với anh chị và các bạn một số cái kỹ năng để mình xử lý và bán cái loại bánh nhám mài, hay là còn gọi là nhám xếp, hay còn gọi là đĩa nhám mài đó anh chị các bạn. Thì anh chị các bạn cũng biết rằng là bên một số cái kỹ nghệ sắt, kỹ nghệ nóc, có nghĩa là hàn xì á, thì khi người ta hàn nối những cái cây sắt này qua cây sắt kia, cây inox này qua cây inox kia, thì cái hiện tượng những cái múi hàn đó thì nó lúc nào nó cũng lồi lõm. Thì để mà mình làm cho nó bằng lại á, thì thường thường á, các anh thợ á, thường hay dùng các loại đá mài để mà mài cái đó cho nó bằng xuống. Xong mài rồi thì nó không mịn, hoặc là khi mình sơn á thì mình sẽ không có khi mình sơn á thì mình làm sao để cho nó trầy xước, thì mình sẽ dùng các loại vật liệu đánh bóng, trong đó có cái loại nhám xếp. Thì hôm nay Hùng xin giới thiệu với anh chị các bạn một cái loại nhám xếp mà hiện tại là phân nhân đang bán ra thị trường rất nhiều. Cái loại hàng này cũng được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, đó là nhám xếp Hồ Phát anh chị các bạn. Đây mình giới thiệu nhãn quan để anh chị các bạn thấy cái hộp của nhóm xếp Hồ Phát nha. Hồ Phát đây đó. Thì cái hàng này chữ là chữ tàu, 4 in nó bằng phi 100, chữ tàu đây. Bên cạnh cái nhóm xếp Hồ Phát này á, thì hiện tại là công ty chúng tôi đang cấp rất nhiều cái nhãn hiệu là Kingdom, Kingship, Kingstar, Hải Dương, Bốt và một số cái nhãn hiệu khác thị trường tiên dùng. Cũng giới thiệu sơ qua cho anh chị các bạn thấy này, đây là Hải Dương này, đây là Kingdom. Thì cái loại hàng này á, hiện tại là chúng tôi đang bán rất nhiều cái độ cát khi mà anh chị các bạn chọn mua. Độ cát cần mua cái loại nhám xếp Bồ Phát này á, anh chị và các bạn khi mua thì mình phải xác định cho cái đơn vị bán nó rõ ràng là cái độ cát của cái đáp xếp mình á, là độ cát nó A bao nhiêu A nha. Cái này là A80 nè, có chữ A80 là A80 và phi của nó là phi 100. Nên anh chị các bạn để ý mình, cái đơn vị bán người ta chỉ cần là cái độ cát nó bao nhiêu thôi và cái phi của cái hàng nó bao nhiêu. Còn cái nhãn hiệu thì nó Hồ Phát rồi, anh chị các bạn cứ nói thì chúng tôi sẽ dỡ bản giá là chúng tôi bán ngay. Thì hiện tại là cái độ cát của công ty phân nhân đang có là độ cát từ A40, A40, A60, A80, A100, A120, A320, nhãn hiệu của nó là Hồ Phát. Một hộp của nó là 10 cái như vậy, đóng vô trong một cái hộp. Đó, đóng vô trong cái hộp như vậy anh chị các bạn. Cái hàng này hiện tại là phân nhân đang có sẵn và cái chất lượng hàng hóa này, cái chất lượng hàng này thì khá đảm bảo và tin dùng được. Nên mình cũng khuyến khích anh chị và các bạn khi mà sử dụng những cái hàng hóa nào mà nó hay bay vỉa này nè, nó hay bay vỉa này, nó dở, nó không được chất lượng hoặc là nó không được tiết kiệm lắm, thì anh chị và các bạn có thể chuyển qua Hồ Phát xài thử. Phân nhân thì mình cũng rất là nhiệt tình, khi mà anh chị các bạn nếu hỏi Hùng sẽ tư vấn, Hùng sẽ chỉ cho anh chị các bạn một cái sản phẩm giá vừa tiền và có thể gửi cho anh chị các bạn cái hàng mẫu để anh chị các bạn xài thử rồi mình đánh giá rồi mình hợp tác. Bên cạnh đó thì mình sẽ gửi luôn bản giá cho anh chị các bạn trước khi anh chị các bạn chọn mua, chứ không phải là mình gửi mẫu xong rồi anh chị các bạn thấy xài được rồi mình mới nói cái giá, thì nó sẽ làm cho anh chị các bạn nghĩ rằng là chắc hàng xài được rồi bán giá cao. Đâm ra không có, mình cũng làm hết sức đàng hoàng, giá cả thị trường anh chị và các bạn chọn lựa. Được cái là công ty của mình cũng lâu năm rồi nên mình luôn hỗ trợ với khách hàng theo cái cách mà khách hàng hài lòng. Chính vì cái sự hài lòng đó đâm ra là cái sự lâu dài nó theo sau. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới. Đồng thời anh chị các bạn giúp Hùng là anh chị chia sẻ cái clip này cho
nhân viên của mình, những người bạn, những người quen, những người chưa biết phân nhân bán cái loại hàng này ở nơi họ, để họ biết và họ chọn mua cái sản phẩm này ở công ty phân nhân một cách nó dễ dàng, nhẹ nhàng và tiết kiệm, đặc biệt là giá cả cạnh tranh. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.